Hello, mình lại tiếp tục chia sẻ một cái clip tiếp theo trước mặt bạn là một cái nhà lòng. Trong cái nhà lòng này nó luôn bán rất là nhiều món hàng, và trong cái nhà lòng này nó rất là nhộn nhịp, cho nên là để các bạn tìm hiểu sâu về nó, trong nhà là hàng này nó có cái gì, xin bạn hãy cùng tôi vào cái nhà làm này nó như thế nào. Xin mời cùng đi với tôi vào. Cũng mình xin nói với bạn, người thực hiện camera hôm nay đó là bà xã Ngọc. Xin mời. Đây trước mặt bạn là sẽ dần hiện ra là cánh cửa. Cánh cửa này là nó tự động đó các bạn. Nó đi đến đây là nó tự động bắt đầu nó mở ra. Rồi kế tiếp là nữa là một cái tự động đó các bạn. Mình tới là nó có cái sự cảm biến, cảm biến nó mở ra đó các bạn. Bên này là thuốc á, bán thuốc và có thể chơi lô tô. Còn bên này là ốc phô ly cơ, thuốc men, về thuốc men ai có thứ bảy thì tới lấy tới mua. Còn bạn có nhìn thấy ở dưới bồ đền nó như thế nào, dưới hành lang ấy như thế nào, nó sạch sẽ vô cùng. Còn đây là những cái tấm quảng cáo, tấm pino quảng cáo của những cái hãng xưởng nó tới đây, nó gắn đây, tại đây là cái đường đây. Còn phía bên đây phải mình là cái hàng bông đó các bạn, hàng bông, các loại bông nằm ở đây. Còn đây là tủ lạnh và gạch, đây là bông, xin lỗi, bạn cảm thấy như thế nào, hàng bông nó như thế này, cho một xin lời bình luận nè, nếu bạn yêu thích nó. Còn đây là những nhân viên bán hàng, những nhân viên của Famila. Đây là cassa, là chỗ tính tiền, là phía bên trái. Còn đây là pizza, pizza nằm tại đây, đây đồ ăn. Còn cái hành lang này chúng ta có thể đi dạo nè các bạn. Còn đây có một cái bánh mì nhỏ. Còn đây là cửa bên phải, là coi như là cái tay bên phải mình là chỗ đi vào khao, trong đó tha hồ mà lựa. Còn đây là một cái quán người Việt ở đây. Bạn có nhìn thấy gì chưa? Bây giờ là người ta đã mở cửa lại rồi đó. Và trước mặt mình là một cái quần áo. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải và chúng ta sẽ đi ra khỏi đây, là cái khu vực ra khỏi cái chợ này, cái nhà lòng này. À, chúng ta đều có một cái sự cảm biến khi mà mình đi tới đây, tự động nó mở ra. Thì các bạn cũng nhìn thấy rồi đó. Đây là một cái quang cảnh mà phải nói là nó rất là to và nó rất là lớn ở khu vực này. Thì mình cũng xin các bạn, sau khi mình dẫn dắt bạn đi
tham quan cái nhà lồng ở hai bên. Thì ra trước mặt mình, trước mặt sau mình là cái Park Plaza đậu xe hơi. Nó rất là rộng, hiểu không? Nó bạn nhìn thấy nó rất là rộng. À, thì những cái hành lang như thế này nè, nó dành cho những cái người đi bộ, à, đi trên đường này. À, và cũng đến đây, mình xin tạm dừng cái clip này ở đây. Và nếu yêu thích mình, xin cho lời bình luận để mình làm, để mình có một năng tốt động lực tiếp theo. Và mình xin chào và hẹn lại kỳ sau. Chào.